Chào mừng em đã quay trở lại với bạn Lâm FIFA Mobile. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review cho anh em một con hàng hot mà hiện nay đó là Pumbox 3. Thì đầu tiên mình xin nhận con Pumbox 3 này. Vâng, Pumbox 3 sau khi fit thêm 1.000 điểm thì chúng ta có thể lấy được nếu mà chúng ta tất từ đầu mùa đó nha. Vâng, và đây là chỉ số của Pumbox 3 khi mà lấy được mà chưa có skill boost. Như các bạn có thấy là chỉ số mới 94 thôi. Thì chúng ta có thể thấy là các chỉ số chạy sút đều rất là cao. Những chỉ số như là sút xa, chọn vị trí hoặc là lực sút đều trên 100 hết, tới lực sút tới 110 luôn. Rất tuyệt vời, cái này là còn chưa tính skill boost nữa. Và đây là cái skill boost của Pumbox 3 là skill boost long sút. Và đây là mình đã train lên với trường việc là lên 100 và max skill. Thì như các bạn có thể thấy là chúng ta có thể thấy là cái Pumbox 3 này thì tốc độ chạy tới 111 luôn, gia tốc 115. Các chỉ số sút đều khá tốt, đặc biệt là sút xa và lực sút tới 104 luôn. Vì vậy, vâng, và cái boost này là nó cải thiện được khả năng của Pumbox 3. Vì những phiên bản trước của Pumbox 3 thì cái lực sút nó không tốt lắm, nên là thường là chúng ta sút thì nó dễ bị thủ môn bắt bài hoặc là đi ra ngoài. Thì Pumbox 3 thì cũng không hợp lắm với vị trí thủ, vì chỉ số thủ của Pumbox 3 khá là thấp. Vâng, và với cái vị trí CM này thì nó rất là hợp với Pumbox 3. Và cũng rất là hợp với tình hình ngoài đời anh đang thăng hoa với những bàn thắng liên tiếp cho Manchester United để nâng cao chuyển thăng bất bại lên. Vâng, và bây giờ chúng ta cùng vào xem các tình huống in game của Pumbox 3 nhé các bạn. Vâng, và ở đây là chúng ta có một tình huống phối hợp tường và Pumbox 3 dứt điểm rất tốt. Thì Pumbox 3 sẽ là người thực hiện penalty và cả phạt góc cho các bạn nếu mà team các bạn không có nhiều cầu thủ giỏi về vấn đề này. Đây, chúng ta thấy một pha đá phạt góc của Pumbox 3 rất tốt. Đây là một tình huống khác mà Pumbox 3 lại tiếp tục thể hiện khả năng xuất xa của mình rất là ảo diệu. Đây vẫn là Pumbox 3. Đây, anh đang đột phá từ bóng. Skill Pumbox 3 này là skill xoay, khác với những phiên bản đầu season là chúng ta chỉ thấy là Pumbox 3 gấp bóng thôi. Thì những phiên bản mà EA làm sau này thì đã cho Pumbox 3 skill xoay rất là tốt, rất là hữu dụng cho in game. Lại thêm một pha đá phạt góc khác của Pumbox 3 nữa. Thì Pumbox 3 với chỉ số của mình thì sẽ phụ trách luôn cả việc đá penalty. Đây là một pha sút cứa lòng từ góc trái, rất tuyệt vời. Và đây tiếp tục là một pha đá phạt. Vâng, và đối với head to head thì sao? Đây, ở đây thì chúng ta có thể thấy một tình huống khác. Đây, thì nếu mà head to head thì mình có một gợi ý các bạn có thể để Pumbox 3 lên đá tiền đạo cắm luôn. Với khả năng đánh đầu của mình thì anh ấy có thể là một tiền đạo siêu hạng trong chế độ head to head. Vâng, và tóm lại thì Pumbox 3 là một mẫu cầu thủ rất đáng chơi trong FIFA Mobile. Một phần bởi vì chỉ số khủng cũng như là cái skill boost thì rất là phù hợp với in game là cần những pha rút xa trong VCA, cũng như là tốc độ đã được cải thiện so với những phiên bản trước. Vâng, và dù giá hiện tại thì hơi mắc bởi vì giá lúc ra chỉ khoảng 12-13 triệu thôi, tuy nhiên bây giờ giá 16-17 triệu rồi. Thì nếu anh em nào có điều kiện thì chúng ta nên sắm Pumbox 3 để chúng ta xài một thời gian rồi chúng ta bán lại thì cũng có lời. Vâng, và xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.